Rồi mình chào tất cả các bạn ha. Thì như hình ảnh các bạn đang xem á, là mình đang lặt cái bông dạng thọ khô các bạn, để về mình ươm giống để mình trồng xung quanh nhà cho nó đẹp các bạn. Thì nếu như là các bạn á, thì các bạn muốn để giống cái bông dạng thọ thì nó sẽ là có hai hình thức nha các bạn ha. Về cái hình thức thứ nhất á, là khi mà các bạn mà mua hoa dạng thọ ở ngoài chợ các bạn, về các bạn chưng Tết á, mà bây giờ các bạn muốn lấy giống lại á, thì các bạn là cái điều thứ nhất là các bạn là phải tưới phân cho nó nè các bạn. Thứ hai nữa là các bạn là phải tưới nước cũng như là thêm đất cho nó. Thì sau này á, thì các bạn muốn lấy giống á, lại á, thì các bạn lấy nó mới được nha. Cứ nếu nếu như là các bạn mua về mà các bạn cứ để đó và tưới nước cho nó không á, thì nó sẽ không có đủ cái dinh dưỡng các bạn để mà để nó nuôi những cái hạt của cái bông dạng thọ nha các bạn ha. Còn nếu như là bạn nào mà trồng ở dưới đất như mình nè các bạn, thì các bạn có thể là vô tư mà các bạn là lấy hạt giống nha các bạn. Và nhìn nó khô không? Thì các bạn chỉ đợi nó khô và héo như thế này nè, là các bạn có thể là bứt về các bạn phơi thôi. Rồi sau đó bạn lấy một cái kéo á, bạn cắt những cái cành của nó, rồi bạn lấy cái hột ra, bạn phơi cho nó khoảng 2 ngày nắng là mình có thể là mình đem đi cất nha nha các bạn ha. Và cái thời gian mà mình cất được các bạn là nó khoảng đâu là 2 đến 3 tháng là cùng nha các bạn ha. Các bạn không nên để quá lâu ha. Các bạn để quá lâu á là khi sau này bạn trồng lại là nó không có lên đâu, cái khả năng nó không có lên đâu. Nhưng mà các bạn chỉ trồng được xung quanh nhà thôi nha các bạn, chứ bạn không thể nào mà bạn trồng kinh doanh được nha. Cái lý do là khi mà các bạn trồng mà kinh doanh á, thì nó rất là dễ là bị bệnh lở cổ rễ nha các bạn ha. Và cái khả năng mà nó bị lão hóa rất là dễ luôn. Nói chung là nó mau lão hóa cũng như là nó nở hoa cũng không có đúng Tết nữa các bạn. Và nó bị kiểu như là lở cổ rễ nhiều, làm cho mình rất là tốn chi phí. Thì mình khuyên các bạn là khi mà cái hạt giống này thì mình chỉ trồng ở xung quanh nhà chơi thôi, chứ mình không có thể nào mà mình trồng kinh tế nha các bạn. Thì đây là cái đám dạng thọ mà bữa mình bán ế và còn các bạn, hôm nay mình để cho nó già luôn, nó khô luôn á. Rồi sáng nay mình bứt mình để giống mình trồng xung quanh nhà cho nó đẹp á. Thì sẵn là chia sẻ cho bạn cái cách lấy giống. Thì mình xin nhắc lại ha, thì những bạn nào mà trồng ở trong chậu á, thì các bạn là nên tưới phân cho nó. Thì cái phân các bạn có thể tưới là cái thằng DAP mỏng các bạn. Còn nếu như là bạn nào không có phân luôn á, thì cái khi mà các bạn chơi nó qua Tết rồi đó, các bạn có thể là bứng nguyên cái chậu, bạn cho nó xuống đất luôn và các bạn tưới nước đều, bạn bỏ cho nó một số cái phân mà chuồng ở quanh nhà các bạn á, hoặc tủ cho nó một miếng rơm, và bạn làm cho nó, bạn đợi cho nó mà nó khô như thế nào nè, bạn dạch nó ra, bạn thấy nó đen đen á, thì bạn hãy bứt nó. Sau đó bạn lấy một cái kéo á, và bạn cắt những cái cành của nó ra, và mình lấy cái hạt giống đó mình phơi khoảng 2 ngày, sau đó mình gói vô một cái miếng giấy báo các bạn. Các bạn đừng nên bỏ trong trong hộp nha, bạn bỏ nên bỏ trong cái miếng giấy báo, vì cái miếng giấy báo thì nó có khả năng là nó hút hút cái độ ẩm nó tốt hơn nha các bạn ha. Các bạn bỏ trong hộp là bạn trồng cái khả năng nó không lên á, và bạn phơi cho mình là khoảng là 2 ngày nắng nha, ăn chạy là được đó. Thì ở đây mình cũng đang lấy giống như này các bạn để mình trồng xung quanh nhà cho nó đẹp á, chứ mà không thể nào mà trồng cho Tết được các bạn. Tết là mình phải mua cái giống mới, thì vì cái giống mới là nó có khả năng là nó chống lão hóa này, cũng như là cái khả năng mà bệnh của nó rất là thấp, như lở cổ rễ các bạn. Riêng cái cây dạng thọ này nó rất là dễ lở cổ rễ và trái trái rễ nếu như là mình đi phân đậm các bạn. Thì trong những video trước thì mình cũng có chia sẻ rồi, thì hôm nay thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn là cái cách mà lấy hạt giống lại đó. Thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha, cũng như là like cho mình một like nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha.